Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình đến với công ty đóng tàu sắt Nguyễn Trấn Hưng, địa chỉ Thốt Nốt, Cần Thơ các bạn. Hôm nay thì được biết thì có hạ thủy mấy chiếc kẹt sắt và xà lan sắt ha. Thì hôm nay thì mình sẽ review những chiếc kẹt sắp hạ thủy cho các bạn xem và xà lan ha. Thì giờ mình tiến vào bên trong có gì thì mình sẽ review cũng như là quay chia sẻ đến các bạn xem những cái món đồ đó ha. Đây là cái máy của khách đem lên để ủi chẹt các bạn. Cái này thì động cơ đây các bạn ha. Máy để ủi chẹt. Và đây là mấy anh thợ đang hàn chiếc chẹt ha. Đây các bạn. Để quay cái chiếc chẹt này cho các bạn xem cái đi rồi hả vô hạ thủy mấy chiếc kia ha. Đây các bạn thì chiếc chẹt đây là cái còng này các bạn, cái còng là nó là quê 6 dập các bạn. Này thì tôi đóng bằng sắt 6 ly quê 6 dập ở trên nè. Các bạn thấy nè, thì quê 6 dập này á là được sắt này thì dập từ những cái tôn này các bạn, những cái tôn này thì dập ra thì nó sẽ bền hơn là cái quê thường của mình ha. Dập ra thì nó xài bền hơn là quê nhà bè. Quê nhà bè nó dạng là sắt tái chế, sắt nấu lại các bạn, do đó nên là nó không có được bền đó. Nó không có được bền ha. Rồi thì những nói chung thì cái mẫu này thì như cũng đã cải tiến từ lâu rồi mà mình cũng nhắc lại cho anh em mới thì xem cho biết ha. Còn anh em đã biết rồi thì xem chơi cho vui ha. Thì cái đây là cái con lươn này các bạn, thì người ta cũng có hàng hơi chuối rồi nè, các bạn thấy ngón tay mình nè, nó là ngang qua ha. Còn thì ta hàng hơi chuối xuống chút để cho nó chút nước ra nên nó không có động nước vô be, xài nó bền hơn ha. Đó rồi đây thì cái quê ở bên dưới á là chỗ này nè, là người ta hàng nó bự hơn, hàng nó bự hơn ha. Nó, ở dưới là nó hàng nó bự hơn. Nó từ cái công này qua tới cái công này khoảng 4 tấc. Từ công cách công là khoảng 4 tấc đó các bạn. Đây thì đóng bằng sắt 6 ly. Rồi ở đây các bạn thì chiếc kẹt này thì chiếc kẹt là đi máy ủi ha bạn, được đóng bằng sắt 6 ly. Chiếc kẹt này thì bề ngang 3m8, bề dài 12m, thì được đặt máy lường. Thì anh em làm theo yêu cầu của khách hàng. Các bạn thấy đây các bạn. Đây đó, được đặt máy lường ha. Thì ở đây thì chuyên đóng các loại phương tiện bằng sắt, ghe sắt, chẹt sắt. Thì những cái máy lường như thế này thì cũng không có làm khó được các anh thợ ở đây các bạn. Thì như cái bánh lái này các bạn thấy là lái bằng thủy lực các bạn. Đó. Rồi bờ máy được lắp ra đây. Đó. Đó. Ở trên thì có một cái là cái mùi các bạn đó, làm một cái lỗ thoáng ở bên kia để khi nào mà có qua cầu gì đó sập xuống thì sẽ là anh tài xế, anh tài công các bạn, thì ảnh cũng ngồi ló đầu lên ha. Đó. Rồi cái chẹt nè thì được biết á, là những cái mẫu sau này các bạn thì là nói là chạy thoát nước, chạy mà nó không có cản nước các bạn, chạy nó rất là giọt hơn những cái mẫu trước các bạn. Đó. Rất là chạy nó không có cản nước, chạy tốc độ hơn. Rồi ở đây thì mình sẽ tiến qua đây để xem chiếc kẹt xe cuốc 03 các bạn.
Ở đây là chiếc kẹt xe cuốc 03. Mấy anh thợ đang cái khâu đang hàng hả bạn? Đây ha. Đây thì chị đang đập cái ba giới ra. Rồi, bên đây thì có một chiếc kẹt là bề ngang 3m6, bề dài 11m5 ha. Cũng chuẩn bị hạ thủy. Hôm nay thì hạ thủy 3 chiếc kẹt và 1 chiếc xà lan ha ba. Chiếc xà lan chở lúa. Thì dưới đây trước màn ảnh của mình, đây là chiếc kẹt bề ngang 3m6, 3m6, 11m5. Thì sơn ở dưới này thì cũng là sơn chống rông, sơn 4 lớp, nước sơn đỏ này là nước sơn chống rông ha. Thì những cái sạp á, thì sạp những cái sạp ở trên này các bạn, thì làm theo yêu cầu của khách hàng, do đó nên là theo cái mẫu thì bà con nông dân yêu cầu gì thì làm đó. Và đây là chiếc xà lan này thì cũng sắp hạ thủy ha. Xà lan mini, xà lan đóng để chở lúa. Và đây các bạn, hôm nay thì hạ thủy 3 chiếc kẹt, thì bắt đầu hạ thủy chiếc này trước ha. Chiếc này thì được đóng là bề ngang là 3m rưỡi, bề dài 11m, đóng bằng sắt 6 ly. Quê sắt như cái mẫu này thì đã thiết kế lại là chạy nó ít có cản nước, chạy nó giọt hơn những cái mẫu đời trước đó. Giờ gặp cái gì thì quê cái nấy cho các bạn xem được biết ha. Là cái đây là cái nước sơn này là sơn 4 lớp. Cái con lương nè thì có cái bằng chuối xuống để cho nó đừng có cản nước. Các bạn xem ngón tay mình với cái con lương ha, bằng chuối xuống một ít đó. Rồi nước sơn 4 lớp thì sơn cái lớp đỏ này là cái lớp chống rông ha đó. Cái toàn này là cái toàn 6 ly đó. Thì cho các bạn thấy thì ở đây thì mấy anh thợ là chuyên đóng các loại phương tiện bằng sắt, thì bên đây là có xà lan rồi này kia nè. Thì mấy ảnh là hàng cái mối hàng rất là chắc chắn các bạn, do đó là anh em cứ yên tâm đóng ha. Tại vì ở đây thì xưởng không riêng gì đóng kẹt mà là đóng những cái phương tiện lớn hơn đó. Nước sơn này thì nước sơn Hải Âu PU các bạn, do đó nên cái nó bền hơn và nó bóng hơn. Thì mấy anh ở đây thì hạ thủy thì như các bạn thấy chiếc mảnh của mình là thường là bơm phao không à, ít có hạ bằng con lăn lắm, do đó nên cái độ mà chạy nước sơn rồi này kia thì cũng rất là hạn chế tối đa đó. Thì được biết như mình cũng đã hỏi về mấy anh đến đây đóng á, thì người ta bảo là ở đây đóng rẻ hơn cái những cái nơi khác. Lúc này chuẩn bị hạ thủy ha. Thì tới đâu thì mình sẽ quay phim chia sẻ đến các bạn cho các bạn xem ha. Bắt đầu hạ thủy thì ở đây là địa chỉ là ngay bến đò Trà Úi của Thốt Nốt và Cần Thơ ha. Đây dưới sông nè. Lúc này thì đang nước lớn mà thấy rồi đó, đẩy xuống rất là nhẹ nhàng các bạn, rất là nhẹ nhàng luôn. Nước sơn thì cũng tùy theo anh em và các bạn lựa chọn á. Sơn là tùy theo anh em và các bạn lựa chọn. Xuống rồi nè, xuống tới nước rồi. Thì
thì hạ cái đít này lên, cái nữa thì thấy được cái mũi nó ngắt lên, tại thì cái đít nó còn nằm ở trên cái phao này, cái mũi nó chưa có ngắt lên ha. Làm lan can với làm theo cái sạp á, là làm theo cầu của bà con nông dân, cho nó là cái sạp nó sẽ khác nhau đáy các bạn. Đó, trời. Đó, các bạn thấy cái mũi nó ngóc lên nè, nhìn thấy rất là đẹp ha. Có một dây chưa kìa? Hả? Bỏ giờ thì lấy cái ảnh từ xa để cho các bạn xem cái mẫu ha. Đó. Bề ngang 3,5 m, dài 11 m, đóng bằng sắt 6 ly, quê 6 dập, là công là quê 6 dập đó các bạn. Sơn 4 lớp. À, nhất sơn đỏ, bên dưới là sơn chống rong. À, địa chỉ của công ty đóng tàu này là Thốt Nốt, Cần Thơ, tên là Nguyễn Trấn Hưng, ngay cái bến đò Chợ Úi luôn ha. Ở đây là ngay cái bến đò Chợ Úi luôn, bến đò Chợ Úi là ở đây nè các bạn. Đây, bây giờ thì mình cùng xem hạ thủy chiếc kẹt bề ngang 3,6 m, bề dài 11,5 m ha. Chiếc này thì đóng đi máy cắt 150. Đóng bằng sắt 6 ly, trong là quê 6 dập. Nước sơn là sơn 4 lớp. Những cái mẫu này thì được cải tiến lại là chạy nó ít có cặn nước, chạy nó giọt hơn những cái mẫu cũ. À, thì có lan can đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng. Bây giờ thì mấy anh đang hạ thủy xuống 3. Bằng những cái phao. Nước sơn ở bên dưới, nước sơn cùng màu đỏ đó là nước sơn chống rong các bạn. Rồi hoàn thành chiếc chẹt bề ngang là 3,6 m, bề dài 11,5 m ha. Được hạ thủy bằng cách này thì chạy chống nước sơn là nó hạn chế tối đa luôn, có thể là không có luôn hả bạn, tại vì đẩy tới đây rồi mà cái phao còn nằm ở dưới luồng kìa. Rồi xong. Tâm hạ là 1 m nè, bạn thấy nè, rất là vừa ha. Đây là anh chủ chẹt các bạn. Anh ở đâu lên đâu lên đây đóng anh? Ở Vĩnh Chánh Hội Sơn. Dạ, Vĩnh Chánh Hội Sơn. Hội Sơn ha. Anh đóng ở đây anh thấy có anh có dọ những cái xưởng khác không, hay là lên đây đóng luôn à? Lên đây đóng luôn à. Lên đây đóng luôn ha. Thấy đây đóng sao anh? Được không? Đẹp. Đẹp ha.
cấp 6. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh. Đây các bạn, anh chủ chạc ở Hội Sơn lên đây đóng các bạn. Thì anh nói cũng được, đẹp, sắc sảo. Đây cái mẫu đây, thử xong. Bây giờ thì mấy ảnh đang kéo qua bên bãi bên đây để mà để cái máy xuống hả bạn. Thì giờ để sẵn ở ngoài sông rồi mình quay cho các bạn xem ha, cái mẫu nó như thế nào, rồi cái chạp như thế nào ha, rồi lan can đồ này kia. Thì cái này là làm theo yêu cầu của khách hàng. Là bẻ cái con câu nó ra đây. Tới rồi, hạ xuống từ từ đi. Hạ xuống từ từ đi, có hai tấc nữa tới rồi. Đẩy cái bên trong ra, đẩy bên trên ra. Xuống đây chắc ngay rồi đó. Xuống đi, được. Hạ xuống đi, không có sao đâu. Xe lại xe của chắc này nè. Nó có chạy đâu mà hạ cái bên đi. Không có khách gần hả? Xuống hết rồi. Đẩy cái bên ra được không? Đẩy bên cho ngã ra. Đẩy bên ngã ra. Ờ đó, xuống đó. Có ngã ra đó. Rồi, rồi, rồi. Xe máy tới. Trước đi. Để với chẹt kìa, mày dính với chẹt mày về lên đóng nhẹ hơn. Cũng mới trời, con ơi trời. Rồi xuống đi, với trời ngã, ngã đi, ngã đi. Ngã lên ra. Ngã lên xuống đi. Ngã lên xuống đi. Rồi, chẹt lại. Rồi, để chẹt qua xíu. Lên chút. Rồi, xuống. Chưa. Rồi, xuống. Rồi. Rồi. Chúng lên, cái bòi. Bạn, cái này là động cơ 70 ha. Cái này anh mua mới. Ồ, lên nước luôn kìa. Ủa, mạnh lên, mạnh ghê hết ta. Quay mấy tường cái là lên liền. Mạnh ghê được chứ. Đưa này là ghe cái rút cho
người các bạn, làm dàn lắp mới à. Động cơ là động cơ nghĩa địa. Mình xin nhắc lại cho các bạn xem được biết ha, là đây là cái mẫu chẹt là bề ngang là 3m6, bề dài 11m5 ha. Đó. Động cơ ủi là Kubota 70, mẫu rất là đẹp ha, đóng đi máy cắt 100 lẻ, đóng bằng sắt 6 ly, công là quê 6 dập. Sơn là nước sơn 4 lớp. Anh em và các bạn cần đóng những chiếc chẹt như thế này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ngay ở trên cái màn hình luôn hết bạn. Ở đích xe lên cũng được mà.
dây của ai của mình không? Giờ còn đem chiếc xe game này nữa là xong chiếc chạc này các bạn. Thì mình xin nhắc lại lần nữa ha, là chiếc chạc này là ngang 3m6 và dài 11m5 ha. Thì được đóng bằng sắt 6 ly quê 6 dập, sơn 4 lớp. Anh em và các bạn cần nhu cầu đóng những chiếc chạc như thế này thì liên lạc bên công ty ha. Số điện thoại mình để ngay ở trên cái màn hình luôn. Thì được mấy anh em lại đây đóng thì được bình chọn là rất là khéo léo, sắc sảo. Bye bye chị nha chị, chúc anh chị rồi. Làm ăn phát tài phát rồi. Nha. Chúc anh chị làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài. Rồi. Làm việc nha, chúc anh chị làm ăn phát tài.